Tối cường hệ thống chương 236 Thì ra là Người mặc áo choàng đen Quan tài bằng đá loan lỗ máu Một người một vật cứ thế yên tĩnh đi lại trong hư không Sấm sét lóe lên Đang vào nhau thành một cái lưới lớn Giống như là muốn diệt sát tà vật trên trời Đó là cái gì? Khí tức thật tà ác Trưởng lão tự tại tông cho mày Mắt nhìn về hư không rồi phóng ra một luồng kim quang Thế nhưng chỉ một sát na sau Lão hét thảm một tiếng Che trồng mắt Hai hàng huyết lệ chảy xuống. Mắt của ta a. À. Mọi người thấy Hà trưởng lão của Tự Tại Tông xảy ra chuyện thì đều kinh hãi. Vừa rồi là thần thông thiên nhãn của Tự Tại Tông, có thể nhìn rõ mọi thứ, thế nhưng lại bị vật trên trời làm phản vệ, khiến mắt bị mù, chuyện này. Mọi người đã không dám nghĩ tiếp rồi, chuyện này đã ra ngoài dự liệu của tất cả. Đó là tà vật. Hà trưởng lão gào thét, vẻ mặt như phát điên. Lão chưa bao giờ gặp tình huống này. Thiên nhãn vừa nhìn tới đã bị một cổ khí tức như vực sâu đẩy ngược trở về, thậm chí cả một chút phản ứng cũng không có, quá là khủng bố. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, thần sắc nghiêm túc, sau đó vỗ vỗ gà con, để cho nó về lại túi chứa đồ, sợ rằng tình huống sắp tới sẽ không dễ chịu. Lúc này, một màn làm người ta kinh sợ phát sinh. Một người một quan tài kia chợt dừng bước trên hư không, lẳng lặng đứng đó. Người mặc áo choàng đen vẫn công thân về phía trước, hai tay nắm xích sắt mà quan tài kia giống như được tạo thành từ vô cùng vô cùng xa xưa trước đây khí tức tà ác bao phủ xung quanh giờ khắc này trời trở nên đen kịt những ánh chớp chói lòa cũng hóa thành màu đen quay quanh quan tài không ngừng lóe lên hư không dần dần bị bóp méo hình thành một cái vòng xoáy trong vòng xoáy là một mảnh tối đen không biết là có gì ở đó đây là cái gì mọi người kinh hãi chưa từng có ai gặp được chuyện tương tự thế này trước kia cũng không ai nhận ra cái quan tài này có lai lịch thế nào. Chỉ riêng Lâm Phàm biến sắc, đây không phải giống chiếc quan tài trong tán hải yêu địa như đúc sao. Chẳng lẽ, tay phải của Lâm Phàm khẽ rung lên, một cảm giác vô cùng quen thuộc truyền tới. Người kia là ai, trong quan tài đá rốt cuộc là cái gì? Gia chủ yêu gia tên yêu thiên không khỏi lùi về sau mấy bước. Khí tức truyền tới từ trong hư không khiến tâm thần của bọn họ chấn động, có loại cảm giác bất an. Đi Giờ khắc này Trưởng lão huyền tiên các gầm lên Những trưởng lão của bốn tông còn lại Cũng kịp phản ứng Vội vàng lệnh cho đệ tử tự động rời đi Bản thân cũng lập tức xé rách hư không Muốn tránh xa nơi đáng sợ này Tà vật bực này Quá tà môn rồi Nhất là người mặc áo choàng đen kia Bọn lão càng nhìn không ra tu vi Trưởng lão của năm tông xé rách hư không Rồi không chút do dự mà chìm vào trong khoảng không đó Thế nhưng còn chưa thở vào được quá lâu, khi khung cảnh trước mắt rõ ràng trở lại, năm người đều trợn tròn mắt, thân rung lên, lộ vẻ không dám tin. Điều này sao có thể? Rõ ràng đã dịch chuyển trong hư không, tại sao lại vẫn xuất hiện ở nơi này? Giờ phút này, vị trí mà trưởng lão năm tông xuất hiện, lại là quanh quan tài đá kia. Chạy! Không chút do dự, trưởng lão năm tông quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng trong một sát na, từ quan tài đá kia đột nhiên tràn ra một luồng lực hút mãnh liệt hút các trưởng lão về phía nó a a a a cứu mạng trưởng lão năm tông kêu thảm thiết liên tục thế nhưng chỉ một tích tắc sau năm người từ đang da thịt căng hồng nháy mắt bị hút sạch máu trở thành những cái thây khô trưởng lão các đệ tử hét lên bọn họ cũng muốn chạy trốn thế nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm thiết của các trưởng lão thì chân nhũng ra hoảng loạn không biết làm thế nào Lâm Phàm chợt có cảm giác rất xấu. Từ khi luyện hóa, dung nhập cánh tay tuyên cổ vào thân, hắn cũng hiểu, cánh tay tuyên cổ không phải là duy nhất. Mà trong quan tài kia, khẳng định là một bộ phận tương tự. Ngay khi Lâm Phàm nghĩ về việc này, người mặc áo choàng đen kia đã động. Gã buông xích sắt trong tay ra, hai tay lại kết những pháp quyết thần bí khó lường trong không khí. Tuyên cổ vĩnh hằng, kẻ nô bộc này xin được nghênh tiếp ngài tân sinh, xin cởi bỏ hết phong ấn, trở lại đi. Trong một sát na, từ trong tay áo của người mặc áo choàng kia phóng ra một cơn mưa máu ngập trời. Mùi máu tươi gắt mũi làm Lâm Phàm không khỏi nhíu chặt mày. Đây là máu người, một lượng máu khổng lồ thế này rốt cuộc là giết hại bao nhiêu tính mạng. Cơn mưa máu đổ xuống, dần dần thấm hết vào mặt đất. Lâm Phàm thấy một màn như vậy, lập tức hiểu ra, người này biết cánh tay tuyên cổ bị phong ấn ở đây, mà bây giờ tiến đến chính là muốn cởi bỏ phong ấn cho cánh tay tuyên cổ. Thế nhưng đối phương lại không biết cánh tay tuyên cổ đã bị lâm phàm luyện hóa, trong tán hải yêu địa giờ không còn bất kỳ vật gì rồi. a a a a Theo thời gian trôi qua, người mặc áo choàng đen ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bởi vì gã hoàn toàn không cảm nhận được khí tức tuyên cổ. Ở một khắc này, Lâm Phàm nhìn rõ được gương mặt sau áo choàng, nhất thời cả kinh, có chút không dám tin. Lương lương dịch sơ là thái thượng trưởng lão lương dịch sơ của cửu tiêu tông điều này sao có thể mới chia tay từ lần hai tông thi đấu cách đây mấy tháng sao lương thái thượng trưởng lão lại biến thành như vậy lương trưởng lão lâm phàm không kìm được hô lên mà lương dịch sơ đang trong tức giận nghe tiếng thì đảo tròng mắt đen kịt không tròng trắng nhìn về lâm phàm rồi nổi giận gầm lên một tiếng trên người tán ra từng luồng khói đen những luồng khói này không ngừng ngưng tụ hình thành một gương mặt ác ma dữ tợn. Cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Lương dịch sơ đập tới một chưởng, giống như muốn xé nứt thiên địa. Lâm phàm nâng tay phải lên, đỡ được đòn này. Lương trưởng lão, ngài làm sao vậy? Lâm phàm quát lớn. Bộ dạng của lương trưởng lão làm lâm phàm nghĩ tới bộ dạng của đám người trong thần miếu đà địa. Rào. Một tiếng rú như tiếng của giả thú phát ra từ miệng lương dịch sơ thân hình lão không ngừng chớp động nháy mắt xuất hiện trước mặt lâm phàm lực lượng quy tắc bạo phát mà ra giống như ý chí của cả vùng trời đất này nghiền ép tới lâm phàm lão là cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn hiểu được cách vận dụng lực lượng thiên địa để giết địch lâm phàm cảm thụ được cổ uy áp này khẽ cau mày lương trưởng lão xin lỗi trấn áp lâm phàm đánh ra một chưởng một bàn tay khổng lồ giáng xuống từ trên trời ầm 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 lương trưởng lão nằm bẹp trên mặt đất áo choàng trên người vỡ nát hóa thành tro tàn lúc này lương dịch sơ đã sắp chết hai tròng mắt đen kịp khôi phục lại giống như người thường đi đi cửu tiêu tông đinh chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn lương dịch sơ đinh chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 20 tỷ đinh chúc mừng thăng cấp nhập thần trung giai nhập thần cao giai Nhập thần đại viên mãn. Cấp bậc tăng trong nháy mắt, nhưng Lâm Phàm lại không cảm thấy vui một chút nào. Chết rồi. Đệ tử của sáu tông còn sống sót sau đại nạn, ai nấy đều lộ vẻ tươi cười. Đám người yêu gia, nhất là gia chủ yêu gia càng là bị hù còn chưa tỉnh táo lại, may mắn chạy chậm, không kịp xé rách hư không để trốn, nên nhặt về một mạng. Câm miệng. Tâm tình của Lâm Phàm có chút nặng nề. Đệ tử Sáu Tông vừa nghe lời này thì vội vàng nín lặng, không một ai dám lên tiếng. Lâm Phàm không biết câu cuối cùng của Lương trưởng lão là có ý gì. Cửu Tiêu Tông làm sao? Người bạn duy nhất của hắn còn ở Cửu Tiêu Tông, chẳng lẽ Cửu Tiêu Tông xảy ra chuyện gì hay sao? Giờ phút này, Lâm Phàm ngưng thần nhìn cái quan tài trôi nổi ở hư không. Đi ra cho ta. Lâm Phàm phẫn nộ quát. Đi ra cho ta, chớ nấp trong cái quan tài, giả thần giả quỷ lâm phàm quát một cổ phong phạm tuyệt thế cao thủ thổi quét toàn trường đệ tử sáu tông cũng chấn động tâm thần tuy rằng lúc trước phát sinh mâu thuẫn nhưng chỉ bằng cổ phong phạm giờ phút này của lâm phàm cũng không thể không vỗ tay khen hay lâm phàm liếc nhìn đám đệ tử sáu tông bình thản nói các ngươi không cần lo lắng bản tọa đã tha các ngươi một con ngựa thì trước khi bản tọa rời đi không có người nào có thể đoạt tính mạng của các ngươi lâm phàm nói những lời này trong lòng đám đệ tử sáu tông nổi lên một cơn sóng gió động trời, ai nấy cảm động muốn khóc trống lên. tuy người này giết trưởng lão côn bằng tông, nhưng vào thời khắc này, bọn họ lại phát hiện người trước mắt cũng không quá đáng giận, thậm chí còn có chút rất đáng yêu. đúng vậy, chính là đáng yêu, một vị cao nhân đáng yêu a. À. đệ tử sáu tông vội tụ lại cùng một chỗ, núp xa xa phía sau lâm phàm, sau đó lại vẫy vẫy gia chủ yêu gia còn đang ngơ ngẩn đứng một bên, ý bảo ngươi nhanh chóng lại đây ôm bắp đùi đừng cố gắng chống cự vô ích quan tài đá kia không phải ngươi có thể đối phó đám đệ tử côn bằng tông nhìn bóng lưng đang che chở cho hết mọi người kia nội tâm cũng cực kỳ phức tạp đây là một cao nhân tính nết quái dị kỳ thật cũng không thể trách vị cao nhân này vốn là trưởng lão chúng ta muốn giết người cướp của một gã đệ tử nhẹ giọng nói vương trưởng lão nhà các ngươi động thủ trước cao nhân cũng bị ép mà thôi rồi chẳng may quá tay một chút sinh chuyện như vậy ai cũng không muốn cả ngoại trừ đệ tử côn bằng tông những đệ tử tông môn khác cũng xì xào bàn tán thái độ với lâm phàm có biến chuyển rất lớn giờ phút này lâm phàm cũng không thừa tinh lực để chú ý xem đám đệ tử đằng sau nói gì hắn chăm chú nhìn vào quan tài đá cũng có chút căng thẳng không biết bên trong quan tài kia sẽ là thứ gì tầm uhm. một tiếng vang thật lớn nắp quan tài nháy mắt bắn ra một luồng khí đen từ trong đó tràn lan bốn phía. Sấm chớp không ngừng nổ vang, lực lôi đình kinh khủng kia quấn quanh quan tài, làm cho người ta nhìn mà phải rung lên. Lâm Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hồi hộp chờ đợi. Tiếp đó, một cái bóng đen vô cùng lớn, giống như là trường thương, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên trời giáng xuống. Cao nhân, cứu mạng. Đệ tử Sáu Tông thấy cái bóng kia, từng người bị dọa tới hồn phi phách tán. Quy lực không thể đỡ kia, làm cho trái tim của bọn họ lạnh cả đi. Kể cả gia chủ yêu gia cũng bị một màn này dọa cho sắc mặt tái nhợt. Lão tổ, cứu con. Kỳ thật, lão tổ yêu gia vẫn trốn trong hư không, chờ thời cơ đoạt bảo, thế nhưng lại không ngờ tình huống biến hóa đến nông nổi này. Không quản yêu thiên có gọi to đến cỡ nào, trong hư không vẫn không chút động tĩnh. Bởi vì lão tổ yêu gia đã sớm ẩn sâu vào trong hư không, không ngừng rung lên. Khủng bố, thật sự quá kinh khủng một cái sừng khổng lồ không giống của bất cứ loài vật nào, đen xì, nhọn hoắt, tỏa ra hào quang đen kịch. Mà bên trong hào quang ấy lại có những linh hồn của con người đang đau khổ kêu gào, không ngừng giãy giụa, muốn được thoát ra. Rất rõ ràng, đây là linh hồn những người đã bị giết để lấy máu tươi, nhằm cởi bỏ phong ấn, giống như cách lương dịch sơ làm lúc bị điều khiển thần trí ban nảy. Lâm Phàm nhìn rõ thứ trước mắt cũng kinh hãi, sau đó hít một hơi thật sâu, rồi nổi giận gầm một tiếng khốn khiếp, giết nhiều người đến thế. Đền mạng cho ta. Mắt lâm phàm lóe ra tinh quang, một cổ uy thế vô cùng cường đại tuôn ra từ trên người hắn. Hai cổ lực lượng cường đại đập vào nhau, khiến đám đệ tử sáu tông như thuyền nhỏ đông đưa trên biển, lúc nào cũng có thể hỏng mất. Tiếp đó, lâm phàm đánh ra một chưởng, chân nguyên thiên địa không ngừng ngưng tụ, hình thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, đỡ lấy cái sừng đang lao từ trên trời xuống. Ầm 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 một luồng sáng chói mắt xuất hiện trong hư không dư lực tràn ra trời đất như muốn sụp đổ sóng biển dâng cao như bão lũ mà đám đệ tử cũng không chịu nổi cổ dao động mãnh liệt này ào ào ngã lăn lộn trên đất tán yêu thành ở tít xa cũng hứng chịu cơn chấn động này lắc lư kịch liệt vô số người hoảng sợ từ trong nhà chạy ra không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì vô số võ giả cũng run như cày sấy vội nhìn về hướng tán hải yêu địa nơi đó đến cùng đã phát sinh cái gì các đệ tử của sáu tông cùng nằm lăn trên mặt đất, đầu tóc đầy tro bụi, mặt tái nhợt, bọn họ bị tình huống trước mắt làm cho kinh hãi. Đứng trước mặt bọn họ chính là cao nhân kia, cốc áo đung đưa, lâm nguy bất động, dưới ánh sáng chói lòa kia lại cao lớn đến vậy. Đỡ được rồi. Một gã đệ tử vui mừng đến phát khóc, mạng nhỏ của bọn họ rốt cuộc được giữ lại. Thế nhưng, sợ hãi lại tràn tới sau thoáng mừng vui. Cái sừng kia rốt cuộc là thứ gì, làm sao lại khủng bố đến vậy? Bọn họ muốn trở lại tông môn, trở lại địa phương an toàn kia. Nơi này căn bản không phải để người xuất hiện. Một thứ so với một thứ xuất hiện càng thêm khủng bố, càng thêm dọa người. Trong mắt bọn họ, cho dù là tông chủ của bọn họ đến, cũng phải ôm hận tại đây a. À. Lâm Phàm Ngưng thần nhìn cái sừng khổng lồ trên không. Không thể không nói, nếu không phải dung hợp cánh tay tuyên cổ, ngày hôm nay hắn phải nằm lại ở nơi này mà cái sừng kia không ngừng rung lên trên không, giống như là rất tức giận. Một đòn đánh xuống, đáng lý nên trời sụp đất nứt, không người có thể ngăn cản. Thế nhưng lần này nó bị người cản lại, sao không tức giận cho được. Chú ý tới thần sắc khiếp sợ của mọi người, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nhấc tay phải, chỉ lên cái sừng đang lơ lửng trên trời, ngạo nghễ nói. Hừ, một cái tâm nho nhỏ, chớ có làm càng. Giờ khắc này, thiên địa một mảnh im lặng đám đệ tử nghe được lời bá đạo này của cao nhân thì vô cùng chấn kinh ánh mắt của bọn họ nhìn về lâm phàm hoàn toàn thành đổi đã biến thành sùng bái vô cùng thấy sắc mặt của đám người này dần dần biến hóa lâm phàm cười thầm cái sừng tuyên cổ này tuy rất mạnh nhưng hắn có được cánh tay phải tuyên cổ cũng không phải dễ dàng khi dễ như vậy cao nhân cẩn nhận thứ kia có biến hóa ngay khi lâm phàm đang đắc ý một gã đệ tử đột nhiên hoảng sợ gào lên lâm phàm lập tức ngưng thần nhìn lại cái sừng trên hư không quả thật phát sinh biến hóa hào quang đen quanh nó càng lúc càng chói mắt thiên địa chấn động nguyên khí thiên địa hình thành một vòng xoáy cuồn cuộn chui cả vào cái sừng kia rồi bị nó hấp thu con bà nó chuẩn bị phóng tuyệt chiêu rồi lâm phàm cũng hơi hoảng hắn không khỏi có chút lún cuốn xem trận thế này rất cường đại hắn không biết mình có thể chống đỡ hay không chợt hắn nghiêm mặt lại lấy ra vĩnh hằng chi phủ. Cảm thấy vẫn còn chưa chắc, trong mắt hắn tràn ngập chiến ý, nhìn về phía hư không. Được, liều mạng, để xem ngươi lợi hại, hay là cánh tay của ta lợi hại. Lãng triều kình Ông ông Hiện giờ lãng triều kình đã được lâm phàm tu luyện đến cảnh giới 18 đạo kình lực chồng chất. Giờ phút này, lực đạo lãng triều kình được lâm phàm phong ấn trên tay phải. Nhất chỉ tịch diệt. Triêm hoa phủ cúc chỉ. Hắc hổ đào tâm Xoay chuyển càng khôn Từng chiêu thức mạnh nhất Phong ấn tại tay phải Khí tức toàn thân lâm phàm đột nhiên bùng lên Va chạm cùng với khí tức của cái sừng tuyên cổ kia Khiến hư không cũng không ngừng nứt vụn Trong mắt đệ tử Sáu Tông Đây quả thực là tận thế Lực lượng cường đại Để bọn họ thiếu chút nữa quỳ xuống mà cúng bái Đến đi Lâm phàm lạnh giọng nói Quỳnh, Trời đất ảm đạm cả đi, cái sừng kia đã tung ra chiêu mạnh nhất. Hư không quanh người nó vỡ vụn, gió không biết ở đâu sinh ra, quay quanh thân nó càng lúc càng nhanh, rồi hóa thành một cái vòi rồng đen kịt khổng lồ, mang theo uy thế vô cùng từ trên trời giáng xuống, như muốn cuốn phăng đi tất cả. Xong rồi, hôm nay chúng ta đều phải nằm lại ở đây, vợ của ta còn trong tông môn chờ ta về mà. Ta không muốn chết. Trong tích tắc cái sừng kia tung ra đại chiêu, đám đệ tử sáu tông đã mất đi tất cả hy vọng, bởi vì cái vòi rồng kia thật sự quá kinh khủng. IA Lâm Phàm hét lên một tiếng, khí thế bạo đến mức cao nhất, một chưởng ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hắn đập tới cái vòi rồng đen kịch như một cây gậy đang ngoáy từ trên trời xuống kia. Trong một sát na, phong ấn của 18 đạo kinh lực chồng chất từ lãng triều kinh được cởi bỏ, một chưởng vốn bá đạo vô cùng biến thành càng thêm hủy thiên diệt địa, hư không cũng bị một chưởng này làm vỡ vụn từng mảnh, Giờ phút này, ở giữa thiên địa như chỉ có hai cổ lực lượng này đối kháng nhau. Đám đệ tử há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Cả gia chủ yêu gia cũng ngây ngẩn, hoàn toàn không còn uy phong của người cai quản tán yêu thành. Lúc trước còn muốn giết người cướp của, bây giờ nghĩ lại, là cỡ nào buồn cười a? À? Không có bị đối phương một trưởng chụp chết, đã là vạn hạnh rồi. Về phần kia vương minh hải, cũng chỉ có thể xem là chết chưa hết tội. Hai luồng lực lượng va vào nhau, tuôn ra hào quang vạn trượng. Nếu không phải vừa phong ấn nhiều chiêu thức mạnh mẽ như thế trên tay, có lẽ Lâm Phàm đã rơi xuống hạ phong. Thế nhưng, nếu chỉ thế này thì vẫn còn chưa đủ. Trấn áp cho ta." Phàm gầm lên một tiếng, toàn bộ phong ấn các chiêu thức được cởi bỏ, một cỗ lực lượng làm người ta ngạt thở triệt để tuôn ra. Quy lực của cánh tay tuyên cổ lại bành trướng, cái vòi rồng kia không ngừng bị đẩy lùi lại, có lẽ Lâm Phàm sắp đạt được thắng lợi. Thế nhưng trong một sát na, một tiếng gầm rú vang lên, vô vàng linh hồn có khuôn mặt dữ tận bao quanh cái sừng kia rít gào thảm thiết, rồi dung nhập cả vào trong vòng xoáy. Vòi rồng nháy mắt càng thêm khổng lồ, càng thêm dữ dội. Lâm phàm biến sắc, áp lực trên người hắn đột nhiên bạo tăng. ầm ầm ầm. Sau đó, không còn đệ tử nào nhìn thấy thân ảnh của Lâm phàm nữa, chỉ còn một cái hố thật sâu trên mặt đất. Xong đời, thật sự hoàn toàn xong đời. Nếu cao nhân chết, kết cục của đám bọn họ chỉ sợ cũng rất bi thảm. Trên hư không, cái sừng kia hơi rung lên, phản phất là đang đắc ý. Trong lúc mọi người mất hết hy vọng, mặt thờ thẫn, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ dưới đất truyền đến. Mà giọng nói này vào trong tai đám đệ tử tông môn, giống như âm thanh của tự nhiên. Cao nhân không chết. Đừng có quá làm càng. Tiếng trống giận từ dưới đất truyền lên, một cổ lực lượng vô cùng cường đại nháy mắt tuôn trào ra từ cái hố sâu hoắm trên mặt đất. Giờ khắc này, mặt đất tán hải yêu địa không ngừng nổ tung, một cột sáng chói lòa phóng lên, đánh về phía vòi rồng. Chết đi! Theo tiếng gầm của lâm phàm, chân nguyên thiên địa giống như tìm được cõi đi về, ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng chui vào trong cơ thể của lâm phàm, để cái bàn tay khổng lồ che trời kia tỏa ra hào quang mãnh liệt. ầm ầm ầm! Trời đất trung chuyển! một trưởng che trời kia xuyên thấu tầng tầng hư không đánh tan cái vòi rồng khổng lồ rồi đập thẳng lên cái sừng tuyên cổ quỳnh một tiếng nổ vang thật lớn có chút nặng nề ánh sáng chói lóa lóe lên che đi tầm mắt của mọi người bên ngoài cái sừng kia nứt ra sau đó có những tia máu đen nhỏ xuống hào quang đen cũng tắt lịm lâm phàm hừ lạnh một tiếng không nhân cơ hội này thì còn đợi lúc nào thiên địa dung lô thu cho ta tới hôm nay lâm phàm đã hiểu cách vận dụng thiên địa dung lô thiên địa dung lô này có thể thu được những vật hắn chạm phải nhưng điều kiện là vô tri hoặc nhỏ yếu hơn hắn cũng có trường hợp ngoại lệ đó là đồng quy vô tận lâm phàm tóm lấy vật kia chui cả vào trong lò giống lúc luyện hóa cánh tay tuyên cổ ngược lại thứ hắn không chạm được dù chỉ nhỏ như hạt gạo thiên địa dung lô cũng không thu nổi mà hiện giờ cái sừng này đã bị trúng đòn kiệt lực đương nhiên có thể thu được. Luyện hóa Trong một sát na, thiên địa dung lô điên cùng vận chuyển. Tuy Lâm Phàm không biết tình huống bên trong, nhưng là cũng có thể đoán được cái sừng kia đang chịu nổi thống khổ cỡ nào. Huỳnh huỳnh Trong thiên địa dung lô tuôn ra tiếng gầm rú, đây là cái sừng kia đang dãy dụa lần cuối cùng trong đó. Một chiêu này của Lâm Phàm khiến đám đệ tử sáu tông sợ đến ngây người. Cả đám ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, nhìn cái lò uy nghiêm, tản ra khí tức thần bí trong hư không. Đinh, chúc mừng luyện hóa tuyên cổ chi giác. Giờ khắc này, Lâm Phàm nở một nụ cười, sau đó mở ra thiên địa dung lô. Trong một sát na, một luồng khí đen từ trong lò bắn ra, đánh úp về hướng Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa nhìn, nhất thời cả kinh, vung ống tay áo, trực tiếp bỏ luồng khí kia vào trong túi chứa đồ. Mẹ nó, tiểu gia còn chưa muốn mọc sừng ở trên đầu, còn mơ tưởng dung hợp với tiểu gia. Tiểu gia chướng mắt ngươi, tốt nhất là ngoan ngoãn nằm vào trong này đi. Nhìn cái sừng tuyên cổ chi giác lẳng lặng nằm trong túi chứa đồ, Lâm Phàm nở một nụ cười. Trước hết để đồ chơi này ở đây, từ từ nghiên cứu tác dụng. Giờ phút này hết thảy đều đã xong, Lâm Phàm cũng thở vào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó, hắn từ hư không hạ xuống, rồi ngồi phệt lên mặt đất mà thở hổn hển. Ở một giây sau cùng kia, may có ngô đồng thần thụ trong cơ thể phát uy, hấp thu chân nguyên thiên địa bốn phía để cho hắn sử dụng, bằng không kết quả đã là bi kịch. Thế nhưng cũng bởi vì như vậy mà Ngô Đồng Thần Thụ trở nên còn nhỏ yếu hơn lúc trước nhiều, phản phất như là bị thương nặng. Xem ra, sau này phải để ý hơn mới được, thần thụ này đang là cây non mà đã lợi hại như thế, lớn lên không biết sẽ thành dạng gì nữa. Đối với điều này, Lâm Phàm vô cùng chờ mong. Mà đám đệ tử sáu tông, giờ khắc này triệt để vỡ hòa, ôm lấy nhau khóc trống lên tất cả kết thúc rồi cái mạng nhỏ của bọn họ giữ được sau đó cả đám chạy tới vây quanh cao nhân kia kích động lên tiếng cao nhân cảm ơn ngài cao nhân ngài chính là ân nhân cả đời của cao tùng ta hu hu lần đầu tiên cảm giác tử thần gần đến thế nếu không phải có cao nhân ở đây hậu quả không dám tưởng tượng a à. lâm phàm chỉ cười cười đáp lễ những đệ tử này sau đó vẫy vẫy tay hướng gia chủ yêu gia đang ngây ngốc đứng một bên tiền tiền bối yêu thiên thấy vậy vội vàng chạy tới lắp bắp mãi không nói được một câu hiển nhiên là còn chưa khôi phục lại từ trong cơn khiếp sợ mà theo lão người cực kỳ khủng bố này gọi mình lại khẳng định là có chuyện muốn mình làm lâm phàm xoa xoa bụng một trận vừa rồi đúng là tốn sức bụng có chút đói ngươi đi tán yêu thành chuẩn bị chút đồ ăn cho ta nhanh lên đừng lãng phí thời gian lâm phàm vẫn ngồi vệt trên mặt đất liếc mắt nhìn yêu thiên mà nói a à, dạ dạ yêu thiên sửng sốt sau đó lập tức kịp phản ứng gật gật đầu các ngươi lại đây bóp vai bóp chân giúp ta lâm phàm lại nói với đám đệ tử sáu tông mau 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 gọi đầu bếp có tay nghề tốt nhất nhanh chóng làm cho ta bàn tiệc phong phú nhất yêu thiên xé rách hư không xuất hiện trong yêu gia sau đó lập tức quát ầm lên âm thanh lớn tới mức toàn bộ yêu gia đều có thể nghe được lần này lịch lãm tán hải yêu địa, yêu thiên cũng không để con cháu trong gia tộc đi qua, bởi vì lão cảm giác tình huống ở tán hải yêu địa có chút bất thường. Làm người khống chế duy nhất của tòa thành sát cấm địa, chút ánh mắt vẫn phải có, hơn nửa bao nhiêu năm qua, yêu gia đã bồi dưỡng được vô số đệ tử tiềm năng, hoàn toàn không cần đi mạo hiểm. Gia chủ, có chuyện gì vậy ạ? À? Quản gia yêu gia vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. Mau truyền lệnh, để đầu bếp tốt nhất làm cho ta một bàn tiệc phong phú nhất trong vòng một nén nhang phải hoàn thành nếu không chết yêu thiên lạnh lùng nói quản gia nghe thế thì sửng sốt cũng kinh ngạc vô cùng y chưa bao giờ thấy gia chủ cuống cùng như thế thế nhưng quản gia cũng không dám hỏi nhiều vội vàng đi chuẩn bị lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống vài đệ tử gia tộc nhìn thấy bóng người kia trong lòng rung lên khí tức thật mạnh lão tổ yêu thiên nhìn thấy người tới vội tiến lên hành lễ nhưng nội tâm lại có chút ấm ức vì ở thời gian nguy hiểm vừa rồi lão tổ đã từ bỏ yêu thiên nhưng đối phương là lão tổ còn là gia gia mình có tức giận hơn cũng chẳng có cách nào lần này là cơ hội hiếm có ngươi truyền xuống đợi lát nữa để đám nhỏ đi cùng ta nếu có thể tạo quan hệ tốt với vị kia tất sẽ thành một hậu thuẫn vô cùng lớn cho yêu gia yêu gia lão tổ trầm giọng nói trong lòng lão có ý nghĩ của mình. Vị kia là một tồn tại kinh khủng, xem tuổi cũng không lớn, tuy không thể đoán được là bao nhiêu, nhưng vẫn nên mang đệ tử gia tộc đi qua, nếu vận khí tốt, có đệ tử nào đó hợp mắt vị kia, tạo thành quan hệ, vậy sẽ thành con bài chưa lật mới cho yêu gia. Yêu gia ở Đông Linh Châu tuy là gia tộc rất cường đại, nhưng không thể nói trước được chuyện mây trời, rất khó cam đoan yêu gia có thể đời đời truyền thừa xuống mà nếu có một ngày yêu gia lọc vào tai ương diệt môn nếu có quan hệ tốt có thể tới cửa khóc lóc van xin không chừng vị kia có lẽ là niệm tình cũ tiến đến hỗ trợ vâng lão tổ yêu thiên gật gật đầu lập tức hóa thành một luồng sáng đi mang mấy nghi tử qua rất nhanh năm vị thiếu gia của yêu gia đã được mang tới bọn họ cũng không hiểu chuyện gì nhưng dọc đường đi nghe phụ thân nói qua đại khái là biết mình cần làm gì Bọn họ phải cố tạo quan hệ tốt với một vị đại năng kinh khủng. Hơn nữa, càng làm bọn họ động tâm là, nếu ai có thể tạo quan hệ với vị đại năng kia, vậy thì vị trí gia chủ kế nhiệm của yêu gia chắc chắn đã vào tay. Tổ gia gia. Lúc này, năm người vừa nhìn thấy ông lão kia thì đều rất kích động, cung kính nói. Đây chính là con bài chưa lực lớn nhất của yêu gia hiện giờ, một cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Từng Yêu gia lão tổ gật gật đầu, ánh mắt vẫn đục đột nhiên phóng ra một tia sáng. Vô tà đâu? Yêu gia lão tổ hỏi. Năm người vừa nghe, nhất thời sửng sốt, lục đệ. Gọi phế vật kia tới làm gì? Lão tổ, vô tà chỉ biết chơi bời lêu lỏng, con sợ rằng mang nó theo sẽ chọc giận vị kia. Yêu thiên cũng lo lắng nói. Đi, gọi nó đến, nó là một phần tử yêu gia, không thể thiếu. Yêu gia lão tổ không vui nói tuy vô tà thiên tư không được thế nhưng thật tâm lão vẫn rất yêu quý đứa chắc đáng thương này đằng phi đi gọi đệ đệ con tới đây yêu thiên nói vâng phụ thân ngũ thiếu gia yêu gia yêu đằng phi không dám hai lời vội chạy đi tìm yêu vô tà giờ phút này yêu vô tà còn đang ở trong chỗ của mình yêu vô tà đang bận nghiên cứu thứ xuất hiện trong đầu thái cấp ma thân đây là cái đồ chơi gì bị người đánh để tu luyện. Thật mông lung như một trò đùa mà. Lâm Huynh cũng thật là, thiên địa này lại có thể có công pháp như vậy sao? Có điều nghĩ lại thần sắc nghiêm túc của Lâm Phàm, yêu vô tà xoa xoa cầm, rồi quyết định thử xem. Dù sao sau này còn bị đánh nhiều, thứ này là thật thì quá tốt. Lục đệ Ngay khi yêu vô tà định tu luyện, bỗng nghe tiếng yêu đằng phi hô lớn bên ngoài. Yêu vô tà biến sắc, cho rằng ngũ ca lại muốn tới đánh mình. Sau đó, Yêu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tránh cũng không khỏi, đúng lúc thử xem thái cấp ma thân có hữu dụng không vậy. Gã hít sâu một hơi, trực tiếp đẩy cửa ra. "Ngũ ca, đến đi, để chuẩn bị xong rồi." Yêu Vô Tà dang rộng hai tay, sẵn sàng ăn đòn. "Phế vật, theo ta, lão tổ tìm ngươi." Yêu Đằng Phi nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết của Yêu Vô Tà, khinh thường hừ lạnh một tiếng cũng không biết tại sao lão tổ lại coi trọng phế vật này từ đầu đến chân nhìn không ra có cái gì bất phàm yêu vô tà sửng sốt sau đó vui vẻ tổ gia gia khi thấy yêu vô tà theo yêu đằng phi tới mấy vị công tử khác đều lộ rõ, rõ vẻ khinh thường trên mặt nhưng có lão tổ ở đây bọn họ cũng không dám làm gì tổ gia gia yêu vô tà thấy ông lão lập tức tiến lên chào gã cũng biết chính mình còn chưa có bị năm ca ca giết chết hết thảy đều là bởi vì lão tổ còn ở đây phụ thân không đau chỉ có lão tổ đau a à. yêu vô tà biết ngày nào đó tổ gia gia mất đi vậy cũng là tận thế của mình rồi từ không tệ so với lần gặp trước tu vi lại tiến bộ không ít yêu gia lão tổ vuốt vuốt chồng râu vui mừng gật gật đầu ha ha mặt yêu vô tà đỏ lên là vì được thổi phồng đến có chút ngượng ngùng mà năm thiếu gia yêu gia thì càng khinh thường trong lòng suốt ba năm tu vi với đột phá một chút không biết có gì mà đắc ý thời gian qua rất nhanh quản gia dẫn đám người hầu đang bưng những món ăn thơm ngào ngạt tới tất cả đều được làm từ những nguyên liệu quý giá nhất mà yêu gia tìm được yêu gia lão tổ gật gật đầu vung ống tay áo lên mang mọi người xuyên hư không mà đi cao nhân ngài có thoải mái không một đám đệ tử đang chia nhau xoa bóp chân tay cho Lâm Phàm mặt ai nấy đều một vẻ lấy lòng, hỏi. Ờ, thủ pháp thuần thục rất không tồi. Lâm Phàm liêm diêm mắt, đáp. Giờ phút này, đệ tử Sáu Tông đang xem hắn như là lão tổ mà hầu hạ, thật sự là quá tuyệt vời. Múa rất đẹp. Ở trước mặt Lâm Phàm còn có vài nữ đệ tử tiên linh tông đang múa kiếm. Ồ ó o." Gà con cũng đập đập cánh, xoa xoa cái bụng vệ, vẻ mặt mê say kêu mấy tiếng như đồng tình ai thoải mái thông thiên đảo các ngươi chẳng lẽ còn dạy cả mát xa sao thủ pháp của ngươi cũng không tệ lâm phàm nhìn đệ tử đang bóp bắp chân cho mình nói đệ tử thông thiên đảo kia bẽn lẽn cười cười cao nhân không sợ ngài cười trước khi ta vào tông môn kỳ thật chính là một người hầu chuyên mát xa chân cho các lão gia sau lại dưới cơ duyên xảo hợp mới vào tông môn từ đó trở đi được ngao du thiên địa a à, cao sư huynh không ngờ huynh còn có quá khứ như vậy a à. một đệ tử thông thiên đảo khác kinh ngạc nói vẻ mặt không dám tin cao sư huynh ở tông môn là thiên kiêu nổi danh tuy không phải nhân vật đứng đầu nhưng cũng có tiếng tâm lừng lẫy không ngờ thân phận ngày xưa của cao sư huynh từng là một người hầu lâm phàm buồn mồm trò chuyện phím với đám đệ tử này chốc lại moi được vài quá khứ đáng ngạc nhiên mà ở trong mắt đám đệ tử sáu tông hình tượng của Lâm Phàm cũng dần dần cải biến. Cả bọn bắt đầu cho rằng cao nhân giống như cũng không xấu xa như trong tưởng tượng. Hơn nữa, có thể mát xa cho cao nhân cũng là phúc khí của bọn họ. Nhìn ánh mắt u oán của đồng môn bên kia xem là muốn hầu hạ cao nhân nhưng không đủ kỹ năng, không được đấy. Giờ phút này, hư không hơi hơi chấn động, người yêu gia đến. Gia chủ yêu gia nhìn cao nhân đang liêm diêm mắt nghỉ ngơi, cũng thật cẩn thận nhẹ giọng đánh tiếng. Cao nhân, món ngon đã chuẩn bị xong. Ừm, các ngươi dọn cả ra đi, xong xuôi thì gọi ta. Lâm Phàm quể quải nói. Đại chiến một trận hết sạch sức, giờ là lúc để hưởng thụ rồi. Mà theo lời Thái Thượng trưởng lão Lương Dịch Sơ, Lâm Phàm quyết định nghỉ ngơi xong sẽ tới cửu tiêu tông. Mặc kệ là chuyện gì, nhất định phải nhìn tận mắt mới được. Bất kể thế nào, hảo hữu của hắn đang ở chỗ đó. Sáu thiếu gia của yêu gia cũng tò mò, Kiển Chân muốn nhìn rõ cao nhân, nhưng lại bị đám người đang mát xa xung quanh che kín. "Nhanh lên cả cho ta, mau dọn thức ăn ra." Yêu Thiên thấp giọng nói, chính là để nhắc nhở đám con trai của mình, đặc biệt là Yêu Vô Tà. Yêu Vô Tà nhìn thấy cao nhân được vây quanh kia, cũng rất hâm mộ, trong lòng nghĩ rằng đây là một người rất biết hưởng thụ người. "Đợi lát nữa sau khi trở về, gã cũng phải thử một lần mới được." Loại này phục vụ, gã cũng còn chưa từng hưởng thụ qua phế vật còn không nhanh một chút tam ca yêu hành phong đi qua bên người yêu vô tà trích nhỏ yêu vô tà đang nghe truyện trên tv audio cv rung lên bê đồ ăn gã không ngờ tới nơi này lại phải làm mấy việc này thế nhưng phụ thân và tổ gia gia đều ở đây gã cũng không dám nhàn hạ yêu thiên và yêu gia lão tổ đứng im quan sát hai người liếc nhau không biết nên bắt chuyện với cao nhân như thế nào Việc cho sáu thiếu gia yêu gia đến cũng chỉ là để thử thời vận mà thôi. Xoảng. Đúng lúc này, một âm thanh chát chúa vang lên. Yêu vô tả ngã úp sấp trên mặt đất, bình rượu trong tay đã rơi xuống vỡ tan. Năm huynh đệ yêu gia nhìn thấy bộ dạng vụng về của yêu vô tà thì cùng cười lạnh một tiếng. Tu Vi cũng tới nhập thần rồi, lại phạm loại sai lầm sơ đẳng này, quả thực là ốc heo. Yêu thiên và lão tổ tức thì biến sắc, muốn lên tiếng quở mắng, nhưng thấy cao nhân không có phản ứng gì, cũng chỉ lường yêu vô tà một cái, lại để người nhanh chóng dọn dẹp. Lão tổ, con đã nói, nó không được mà. Yêu thiên cố nén tức giận, còn may cao nhân không có để ý. Yêu gia lão tổ cũng chỉ biết thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, cảm giác có chút bất đắc dĩ, sau đó vẫy vẫy tay gọi yêu vô tà lại. Lão muốn cấp cho yêu vô tà một lần cơ hội, nhưng theo tình huống hiện giờ, lão sợ xảy ra chuyện yêu vô tà cúi đầu gã cũng tự trách bản thân một bình rượu cũng không cầm nổi vẻ mặt thẫn thờ đi ra đứng im cạnh lão tổ năm huynh đệ yêu gia thấy một màn trước mắt thì đều vui vẻ nở nụ cười phế vật này đi là tốt nhất ở lại chỉ thêm phiền a theo thời gian trôi qua năm huynh đệ yêu gia đã sắp xếp xong bàn tiệc sau đó lặng lẽ đi tới trước mặt phụ thân gia chủ yêu gia gật gật đầu lão tổ tất cả đều đã xong Yêu gia lão tổ gật đầu, sau đó tiến đến, đi tới cạnh Lâm Phàm, nói nhỏ. Tiền bối, tất cả đã chuẩn bị xong. Lâm Phàm đứng lên, đi tới cái bàn ăn đặt gần đó, hít một hơi, thấy toàn những mùi thơm mê người. Giờ phút này, hắn giống như đế vương chốn nhân gian, một mình một bàn đại tiệc, sau đó cầm đũa lên. Ơ, ờ, là huynh sao? Mùa vừa lúc này, yêu vô tà đang cô đơn đứng sau đám người, nhìn thấy bóng người ngồi động đũa thì bỗng nhiên hưng phấn hô. Yêu thiên cùng lão tổ lập tức biến sắc, cảm thấy không ổn. Mà đám thiếu gia yêu gia, ngoại trừ lão ngủ, tất cả đều mừng thầm như điên. Phế vật ngu ngốc này, lại muốn rước lấy phiền phức. Tiền bối. Cái này. Yêu thiên lúng cuốn, không ngừng nháy mắt với yêu vô tà, ý bảo không được làm càng. Mà yêu gia lão tổ thở dài, xong rồi. Thế nhưng một giây sau, cao nhân đáp lời để bọn họ trợn mắt há hốc mồm trong tay đang cầm một cái đùi gà chuẩn bị cắn xuống lâm phàm nghe được giọng nói quen thuộc kia thì cũng sững sờ sau đó nhìn theo hướng tiếng nói nhất thời mừng rỡ vô tà huynh không ngờ huynh cũng tới lâm phàm vui vẻ nở nụ cười không nghĩ yêu gia sẽ mang cả yêu vô tà đến lâm phàm vốn không định nói với người yêu gia về quan hệ giữa mình với yêu vô tà vì theo hắn chuyện yêu vô tà cuộc khởi là chắc như đinh đóng cột. Tuy rằng con đường trưởng thành sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng nhân vật đỉnh thiên lập địa nào không phải từ khó khăn mà bước ra chứ. Ai nha, hóa ra cao nhân là Lâm Huynh sao? Phụ thân và tổ gia gia không nói sớm, nếu biết, ta sẽ đem bình rượu quý nhiều năm đến, cùng chia sẻ với Lâm Huynh. Yêu vô tà thở vào một hơi, sau đó vỗ vỗ ngực, quên sạch lo lắng sẽ bị phụ thân răng dậy khi trở về. Vô tà huynh, còn nói lời khách sáo làm gì, qua đây uống vài chén với ta." Lâm Phàm cười vẫy vẫy tay. Hiện giờ cũng tốt, đã gặp lại thì Lâm Phàm cũng không ngại tỏ rõ quan hệ giữa mình và Yêu Vô Tà. Như vậy, về sau Yêu Vô Tà ở yêu gia cũng có thể được coi trọng. "Hắc hắc, ta cũng đang đói bụng đây." Yêu Vô Tà vui vẻ nở nụ cười. Rõ ràng, một kẻ não toàn cơ bắp như gã vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện giờ. Cũng phải nếu não như người bình thường, sao còn có thể trấn định như hiện tại? Yêu thiên cùng yêu gia lão tổ triệt để phát mộng, đây là tình huống gì? Sao đứa nhỏ vô tà này lại quen với cao nhân? Hơn nữa, nghe hai người nói chuyện xưng huynh gọi đệ, quan hệ có vẻ cũng không tệ lắm. Mà giờ phút này, yêu đằng phi đã sợ đến choáng váng, mặt tái nhật trốn sau mọi người. Vừa nhìn thấy dung mạo của cao nhân, y lập tức nhận ra đối phương là ai. Lão tổ, đây là tình huống nào? Yêu thiên lắp bắp hỏi. Trong mắt lão, chuyện này đúng là làm người ta mơ hồ, không suy nghĩ nổi điều gì. Yêu gia lão tổ chỉ im lặng, trong đầu đang nhớ lại một việc. Chẳng lẽ người này là... Lâm Phàm cùng yêu vô tà không ngừng nâng chén, chuyện trò rôn rã. Đối với Lâm Phàm gặp được một người thú vị thế này không dễ dàng. Yêu vô tà này tuy tu vi chẳng ra gì, nhưng có được thể chất duy nhất huyền hoàng giới chỉ bằng điểm này đã không người nào so sánh được tuy hiện tại gã chỉ như rồng nơi nước cạn nhưng lâm phàm tin tưởng nhất định sẽ có ngày gã bay cao chẳng qua thể chất đặc thù này quá khó kích hoạt lâm phàm cũng không tìm được cách giúp gã mở phong ấn cho nên tất cả chuyện này chỉ có thể dựa vào chính yêu vô tà lúc này đại thiếu gia yêu gia yêu thánh thiên nhìn thấy phế vật này lại quen thuộc với cao nhân như thế thì trong lòng sinh một cảm giác hoảng hốt khó hiểu chẳng lẽ không giữ được vị trí gia chủ yêu gia mắt yêu thánh thiên lóe lên sau đó khuôn mặt yêu dị hiện vẻ tươi cười tiến tới cao nhân ngài khỏe chứ tại hạ là đại ca của yêu vô tà không ngờ cao nhân lại quen biết với lục đệ cũng là duyên phận nếu không để ý có thể yêu thánh thiên lên tiếng bắt chuyện bất kể như thế nào y cũng không cam tâm để phế vật này chiếm đi nổi bật bằng không khi đó yêu gia chính là thiên hạ của yêu vô tà thế nhưng yêu thánh thiên còn chưa dứt lời đã bị chặn họng ta rất để ý ngươi đứng bên kia là được lâm phàm nhếch miệng cười nhìn yêu thánh thiên lâm phàm căn bản chướng mắt yêu gia hắn thích tính cách của yêu vô tà không có nghĩa là thích những người khác của yêu gia lâm phàm không cấp thể diện từ chối thẳng thừng làm yêu thánh thiên xấu hổ đứng được ra không biết nên làm thế nào cho phải còn không trở lại cho ta lục đệ ngươi và cao nhân nói chuyện ngươi biết gì mà xen vào yêu thiên chợt lạnh lùng lên tiếng làm sao lão lại không hiểu tâm tư của đứa con yêu thánh thiên này mà cũng ngầm ủng hộ hành động vừa rồi của y thế nhưng dựa theo tình huống hiện tại lại có cái gì đó không đúng rồi cao nhân này chỉ sợ cũng không có tí nào gọi là bình dị gần gũi cả yêu thánh thiên cúi đầu lủi thủi lùi lại trong ánh mắt có chút không cam lòng trên mặt cũng cảm giác đau rát giống như có một bàn tay vô hình vừa tác mạnh lên đó yêu vô tà nhìn bộ dạng của yêu thánh thiên thì trong lòng cũng vui lớn ai bảo bình thường đánh ta giờ kinh ngạc rồi chứ sau đó yêu vô tà cười tiện tiện đụng lâm phàm lâm huynh vừa rồi mát xa đấm vai thế nào lâm phàm nhìn thấy ánh mắt tỏa sáng của yêu vô tà khẽ cười huynh muốn thử sao ai nha lâm huynh ta chưa từng được thử trò này bao giờ ha ha Lâm Phàm cười, sau đó vẫy vẫy đám nữ đệ tử tiên linh tông. Lại đây, rót rượu, bóp vai. Yêu vô tà kích động đứng thẳng lên thân mình. Loại đại ngộ này, gã thật đúng là chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này, gà con đang tập trung chuyên môn, cắm đầu cắm cổ đánh chén, nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ của hai người thì cúi đầu trầm tư một chút, sau đó vung cái cánh trụi lông, ngoắc ngoắc một nữ đệ tử đứng đằng xa. Nữ đệ tử kia nhìn thấy ánh mắt bá đạo của gà con, nội tâm rung lên, sau đó vui vẻ, lập tức tung tăng chạy lại, xoa bóp phía sau lưng gà con. Gà con cũng khoan khoái kêu khẽ một tiếng, tiếp tục cúi đầu đánh chén. Một màn trước mắt làm cho tất cả mọi người yêu gia ngây ngẩn. Yêu thiên và yêu gia lão tổ thậm chí không ngừng run rẩy lên, đây không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Không ngờ đứa con thứ sáu vốn không ai vừa mắt của yêu gia, lại có cơ duyên bậc này. Hơn nữa nhìn quan hệ, chỉ sợ còn tốt hơn bằng hữu bình thường đang thoải mái chuyện trò lâm phàm bỗng nảy ra một ý để yêu vô tà có thể kích hoạt thể chất vô tà huynh không bằng sau này huynh ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi lâm phàm bắt đầu dẫn dụ a à, ra ngoài làm cái gì ta sợ nhất là chịu khổ đấy yêu vô tà cắn một cái cánh gà miệng bóng loáng dầu mỡ lại được một nữ đệ tử ôm nhu lau giúp khiến người khác hâm mộ muốn chết huynh không muốn trở nên mạnh mẽ đứng trên vạn người sao lâm phàm nói ha ha lâm huynh huynh cũng đừng hù ta ta mà đứng trên vạn người gì chứ bằng vào ta đi ra ngoài còn không phải chết đói giữa đường cứ ở tán yêu thành này có phải thoải mái không không đi không đi yêu vô tà lắc lắc đầu gã cũng tự biết tư chất mình không tốt tu luyện tới cảnh giới hiện giờ đã là vận khí không tệ nhưng yêu thiên và yêu gia lão tổ nghe được lời này của cao nhân thì như thấy sét đánh giữa trời quan. Đứng trên vạn người. Lâm phàm cười, lắc lắc đầu, không nói gì thêm nữa. Xem ra không chuẩn bị chút mưu kế là không được rồi. Một bữa cơm rất nhanh liền đã xong. Lâm phàm đương nhiên rời đi, nhưng trước lúc đi, hắn cố ý gọi yêu thiên và yêu gia lão tổ qua một bên, thì thầm một hồi. Hai người không ngừng gật đầu, chỉ nghe không nói, nhưng là đến cuối cùng, bên trong ánh mắt hai người đều đã tràn ngập ánh sáng khác thường. Mà yêu vô tà không hề biết chuyện gì diễn ra, khi nhìn đến ánh mắt của phụ thân cùng tổ gia gia thì nội tâm cũng rung lên mãnh liệt, cứ cảm giác có cái gì đó không đúng. Một mình bước đi trên đường lớn, tâm tình của Lâm Phàm rất tốt, huyết sáo không ngừng. Lần này tới tán hải yêu địa, tuy nguy cơ trùng trùng, nhưng thu hoạch cũng tràn đầy. Cánh tay tuyên cổ không cần nhiều lời rồi, hoàn toàn chính là tồn tại nghịch thiên. Về phần tuyên cổ chi giác, Lâm Phàm còn ít e ngại, để mặc nó lẳng lặng nằm trong túi chứa đồ. Lâm Phàm mở bản thuộc tính cá nhân, hoan hỉ nhìn lên. Họ tên, Lâm Phàm Tu Vi, nhập thần đại viên mãn. Điểm kinh nghiệm, 10 triệu trên 1 tỷ rưỡi. Cường độ thân thể, đại thiên vị sơ giai Công pháp thân thể, tuyên cổ bất diệt tầng 1. Điểm kinh nghiệm thân thể, không trên 100 triệu. Thiên tư, thăng cấp vô hạn. Huyết mạch, không có. Tâm pháp, kiếm điển, vô tướng thiên ma. Công pháp, âm dương, xoay chuyển càng khôn, tăng phúc, long hoàng phách thế, thuật ẩn thân, liêu đảng cước, côn bằng hàng lâm chi pháp, côn bằng thổ nạp, hắc hổ đào tâm, nhất chỉ tịch diệt, thương khung, triêm hoa phủ quốc chỉ, thương thiên kiếm. Tinh thông, luyện khí, luyện đan, điều giáo sư. Túi chứa đồ, vĩnh hằng chi phủ, cửu ngũ đại hồng chuyên, thất thánh bảo đồ tuyên cổ chi điểu vô số đang dược thi thể của lương dịch sơ lâm phàm vô cùng vui mừng với thành quả hiện tại đây là kết quả từ vô số gian nan cùng liều mạng a chỉ có một thứ lâm phàm vẫn không sao hiểu được đó là máu trời xanh đã dung nhập vào máu của bản thân chuyện này còn cần hắn tiếp tục tìm chân tướng Ồ ó o gà con xoa xoa cái bụng xem chừng nó rất hoài niệm cuộc sống được ăn ngon còn có tiểu cô nương xinh đẹp hầu hạ vừa rồi gà con ba ba thương lượng với mày một việc được không giờ phút này mắt lâm phàm lóe ra ánh sáng khác thường gà con ngơ ngác dùng đôi mắt to tròn nhìn lâm phàm có muốn biến thành càng mạnh hay không có muốn trọng chấn hùng phong trở thành một con gà thần có một không hai thế giới hay không lâm phàm dụ dỗ mà sau mỗi từ hay không mắt gà con lại sáng lên vẻ khát vọng gà con không khỏi mơ mộng tới cảnh người người cúng bái một con gà thưa thất lông đang bay lượn giữa đất trời lại có vô số con gà mái mơ chen chúc chạy tới vây lấy xung quanh nó gà con ảo tưởng càng nghĩ càng tốt đẹp trong mắt gà hiện rõ sự khát khao vô hạn nó ngẩng đầu nhìn lâm phàm sau đó rất nghiêm túc gật gật đầu trọng trách bảo vệ thế giới cứ giao cho bản gà đi gà con mày quả nhiên không làm ba ba thất vọng nước phù sa không chảy ruộng ngoài mày thử cho cái sừng tuyên cổ kia dung hợp nhé dù không biết nó vào bộ phận nào nhưng nhất định là mạnh đừng hỏi luôn có khi vào tiểu di di thì tha hồ mà đạp mái giờ khắc này lâm phàm nói rõ âm mưu gà con vốn đang rất chờ mong vừa nghe rõ lời kia lập tức vỗ mạnh hai cánh ò ó o, o một tiếng nhảy từ trên vai lâm phàm xuống rồi co cẳng chạy như điên ê gà con chờ đã lâm phàm sửng sốt vội vàng đuổi theo ờ ó ó tiếng kêu của gà con đã tràn ngập kinh sợ một người một gà cứ như vậy biến mất giữa thiên địa trong lúc cặp đôi hoàn hảo nháo sự bên ngoài thì ở tán yêu thành lại xảy ra một câu chuyện bi thảm đến không thể bi thảm hơn yêu vô tà hân hoan trở về những tưởng từ nay sẽ sống tốt hơn ở yêu gia ai ngờ vừa đến cửa đã thấy đại cát đầm đìa máu luôn miệng hét bảo gã phải chạy trốn vì đại thiếu gia muốn giết gã tiếp đó đại cáp nằm lại trong vũng máu nhị cáp và tam cáp hộ tống gã chạy đi rồi cũng lần lượt ngã xuống câu cuối cùng là mong thiếu gia hãy báo thù giúp mình yêu vô tà thoát được mặt đầy nước mắt thề rằng sẽ giết đại ca yêu thánh thiên báo thù cho ba cận vệ mà sự thật là thế nào tất cả đều là màn kịch ba người đại nhị tam cáp được yêu thiên và lão tổ yêu gia lệnh cho diễn kịch chỉ hy vọng yêu vô tà chịu chút khổ lấy báo thù làm động lực sẽ chân chính trưởng thành lên. Còn yêu thánh thiên, đối tượng chịu cừu hận, được đền bù bằng vị trí gia chủ tương lai. Trong mắt yêu thiên và lão tổ, vị trí gia chủ yêu gia tuy rất trọng yếu, nhưng nếu yêu vô tà thật sự có thể trở thành tồn tại như lời cao nhân nói, như vậy vị trí kia cũng không cần thiết. Giờ phút này, bên trong thành. Tốt, ba người các ngươi làm rất tốt. Từ nay về sau, các ngươi được bỏ thân nô bột, đời đời đều là tộc nhân ngoại hệ của yêu gia yêu thiên nói với ba người đại cáp nhị cáp trương cáp lúc này bọn họ mặc dù có thương tích nhưng mặt vẫn rạng rỡ bởi vì một là bỏ được thân phận nô lệ hai là bọn họ thật sự hy vọng thiếu gia có thể lớn lên phái người đuổi theo vô tà nhớ kỹ chỉ có thể tạo áo lực không được tổn thương tính mạng lão tổ yêu gia ra lệnh màn kịch phải tiếp tục để đảm bảo yêu vô tà lột xác thành công bố cục lần này có thể nói là sơ hở chồng chất, nhưng đối với kẻ não toàn cơ bắp như yêu vô tà thì chuyện này quá chân thật mà gã có thể chạy thoát đều là kết quả từ việc ba người đại cấp liều mạng. tại một rừng cây rậm rạp có một cái hồ nước trong suốt không ngừng bốc lên hơi nước mờ mờ. đây là hồ nước do thiên nhiên tạo thành có thể xem như là một kỳ quan. lúc này một đám người từ trên không hạ xuống, mà những người này đều là nữ cả, có điều những cô gái này đều có máu dính trên thân sắc mặt cũng rất căng thẳng sư tỷ chúng ta làm sao bây giờ một cô gái có thân hình nhỏ xinh cảnh giác nhìn bốn phía nói nơi này có một hồ nước thiên nhiên mọi người tiến vào rửa vết máu trên người đi đã một phấn mà đám người cửu tiêu tông kia tung lên người chúng ta có vấn đề sư tỷ dẫn đầu có dung mạo xuất chúng anh khí mười phần lên tiếng chỉ huy vâng lâm phàm và gà con đã lại hòa hảo như lúc ban đầu gà con nghe được lâm phàm muốn nó dung hợp cái sừng đen thui kia thì sợ đến hồn phi phách tán vì ai biết cái sừng kia mọc ở chỗ nào chứ tốt nhất là không thử lâm phàm cũng không cưỡng bách nhìn thoáng qua cái sừng tuyên cổ trong túi chứa đồ thì chỉ biết thở dài món đồ này cả gà con cũng ghét bỏ chứ không cần nói đến hắn hiện giờ lâm phàm đang đi theo hướng tới cửu tiêu tông tạm bỏ qua mấy địa điểm trên thất thánh bảo đồ đối với hắn mấy chỗ kia không vội nhất định phải tới cửu tiêu tông xem có chuyện gì đã. Dù sao hắn đã tới ba chỗ, hai chỗ là hai bộ xương đã bị hủy, một là tia thần thức đã dung nhập vào con chó đen, chưa thấy có gì ưu đãi cả. Thế nhưng với kẻ thù dai như Lâm Phàm, thất thánh hố hắn đến ba lần, hắn không phá sạch âm mưu của kẻ này thì e rằng khiến người ta cho rằng hắn dễ đối phó. Còn yêu vô tà kia, Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Tính toán thời gian, hẳn yêu vô tà đã bị bứt rời khỏi tán yêu thành như vậy là tốt nhất chỉ có đi ra ngoài lịch lãm mới để yêu vô tà mau chóng kích hoạt thể chất đặc biệt ào ào lúc này lâm phàm nghe được tiếng nước chảy còn nghe được tiếng của nữ nhân nước nữ nhân kết hợp hai khái niệm này lại lâm phàm nhất thời sửng sốt sau đó lặng lẽ tiến đến gà con dẫn mày đi xem thứ tốt thứ tốt mọi người cùng chia sẻ loại tình huống này sao có thể thiếu gà con ò ó o gà con vừa muốn kêu to liền bị lâm phàm lấy tay bịt miệng lại làm nó suýt nửa nghẹn kêu cái đầu mày kêu là không còn thứ tốt nữa đâu lâm phàm vỗ vỗ đầu nó nói mắt gà con sáng lên sau đó gật gật đầu một người một gà cứ như vậy lặng lẽ tiến lên sau đó nằm nấp sau một tảng đá trên bờ hồ lâm phàm tự nhận mình là chính nhân quân tử nhưng là đôi khi chính nhân quân tử cũng thích làm một vài điều kích thích ví dụ như trang bức xong bỏ chạy lại ví dụ như rình coi những điều mới lạ trước kia không có cơ hội này hiện giờ lâm phàm có thể cam đoan nơi này có một đám tiên nữ đang nhẹ nhàng nhảy múa về phần những nữ nhân đang tắm rửa này có hậu tiên tiền quỷ không điểm này hoàn toàn không cần quan tâm lâm phàm tuy còn là trai tân nhưng bản lĩnh ngửi mùi hương đoán mặt người vẫn phải có Tuy nói mùi hương này còn lẫn với máu tươi và hơi nước, nhưng vẫn không bị ác đi. Lâm Phàm cùng gà con cẩn thận nấp sau tảng đá, hai mắt không ngừng đảo qua lại. Gà con, mày còn nhỏ, phải kiềm chế. Lâm Phàm lấy tay che mắt gà con, mà gà con lại quơ quơ cánh, tỏ vẻ kháng nghị. Một đám muội tử trong ao quả thật rất xinh đẹp, chỗ cần lớn thì lớn, chỗ cần nhỏ rất nhỏ, lại đủ loại từ nữ vương dũng mãnh đến thuần khiết dễ thương. Tuy cả đám đều đang giấu mình dưới làn nước, nhưng lại không thể ngăn được ánh mắt thưởng thức cái đẹp của Lâm Phàm. Hơn nữa, đám muội tử này có tu vi không tệ. Thuần một cảnh giới nhập thần, còn thêm một vị là tu vi tiểu thiên vị trung giai. Đội hình như vậy, nếu người rình là người bình thường, chỉ sợ còn chưa có tới gần cũng đã bị phát hiện ra. Nhưng Lâm Phàm là ai? Chính là kẻ có hệ thống, giúp đi không tiếng động, đến không chút mùi A gà con bị lâm phàm che mắt muốn nhìn cũng nhìn không tới tức giận dãy dụa thoát được rồi trực tiếp nhảy qua một bên gà con lâm phàm vừa nhìn nhất thời có chút lúng quúng chỉ mong sao nó đừng bị người phát hiện mà vừa lúc này một màn làm cho lâm phàm kinh ngạc sinh ra gà con lại cứ thế nghênh ngang đi ra ngoài ai đó quả nhiên gà con vừa xuất hiện người trong hồ lập tức cảnh giác quát lên ò ó o gà con không chút hoảng sợ tiêu sái kêu to một tiếng cái đầu nhỏ cúi xuống chân bới bới đất móc ra được một con dung nuốt xuống đám muội tử trong hồ thấy vậy thì thở vào một hơi không có việc gì chỉ là một con gà rừng thôi mọi người tắm nhanh lên một chút con bà nó con bà nó lâm phàm ngây ngẩn cả người con gà ghẻ này sao lại thông minh như vậy chứ mà gà con vẫn miệt mài bới đất thế nhưng cặp mắt lại không ngừng liếc nhìn cảnh tượng tuyệt vời trong hồ. Lâm Phàm giờ phút này rất hận. Con gà si đa này sao lại tiện đến mức như vậy, còn nghĩ ra cách hay đến thế. Chưa dừng ở đó, một màn làm Lâm Phàm ngây ngẩn hơn nữa lại phát sinh. Gà con cố ý rơi vào trong nước, sau đó tự do bơi tung tăng như vịt, hơn nữa còn đột nhiên chìm vào trong nước, qua hồi lâu, mới ngậm một con cá trồi lên. Tất cả chuyện này vốn không có gì khác thường, nhưng Lâm Phàm rõ, con gà si đa này căn bản là lặn xuống để nhìn trộm cầm thú a súc sinh a nội tâm lâm phàm đau đớn gà con thuần khiết tại sao lại biến thành như vậy chứ gà con đã bước ra khỏi hồ rồi cứ đứng im như phát ngốc ở đó lặn tròn xoe nhìn không chớp con gà này quái dị thật trong đám mỹ nữ một người nghi hoặc nói được rồi nhanh lên bờ thôi không thể tắm lâu nữa đại sư tỷ nghiêm túc nói sau đó mọi người đồng loạt bước ra khỏi mặt nước, cảnh sát tuyệt vời bại lộ, nhưng chỉ một sát na sau, cả đám đã lấy quần áo từ trong những trữ vật, rồi mặc lên người. Giờ khắc này, gà con mở mắt hết cỡ, sau đó hai dòng máu mũi xì ra, té trên mặt đất, không nhúc nhích. Lâm Phàm cũng kinh hãi, một màn vừa rồi quả thật rất dọa người, rất nóng bỏng, để máu của hắn thiếu chút nữa cũng đổ uổng phí. Đợi đám muội tử đi khỏi, Lâm Phàm lập tức tiến lên. Gà con, gà con. Hắn lấy tay lắc lắc mình gà, thấy nó vẫn còn thở, mới thở vào một hơi. Lại nhìn vẻ mặt say mê của nó, Lâm Phàm xem thường vạn phần, thật sự là con gà ghẻ không có tiền đồ mà. Được rồi, phúc lợi cũng nhìn rồi, nhanh đi thôi. Lâm Phàm tóm gà con lên, đặt lên vai mình, tiếp tục đi về phía trước. Sư tỷ, sư phụ và mọi người có thể chống đỡ đợi chúng ta trở về sao? Trong khu rừng rậm rạp, một tiểu sư muội vẻ mặt lo lắng nói: "Có thể, nhất định là vậy." Đại sư tỷ gật gật đầu, nhưng vẻ sốt ruột trong mắt lại bán đứng nàng. Rõ ràng nàng không thể xác định tông môn có thể chống đỡ đến lúc đó hay không. Các nàng vốn đang sinh hoạt rất vui vẻ trong tông môn. Tông môn không tranh chấp sự đời, rất ít khi tham dự tranh đấu giữa các tông môn khác, thế nhưng ai ngờ có một ngày, tông môn của các nàng lại bị một tông môn cường đại coi trọng. Bởi thế, Diệt Tông Các nàng nghĩ mãi mà không rõ, cửu tiêu tông là đệ nhất đại tông ở phía Tây, tại sao phải tiêu diệt một cái tông môn nho nhỏ của các nàng, song phương cũng không hề có bất kỳ vướng mắc lợi ích nào cả. Giờ phút này, các nàng một đường chạy đi, chính là muốn đi tìm người giúp đỡ, giải quyết hiểm cảnh mà tông môn đang gặp phải. Thế nhưng, lúc này, một thanh trường kiếm bỗng xuất hiện từ trong hư không, cắm xuyên lên mặt đất, ngăn con đường đi lại. Đám dư nghiệt nguyệt cung tông, lần này xem các ngươi chạy đi đâu. Từ trên không, hơn 10 bóng người hạ xuống. Người cửu tiêu tông đuổi tới. Mặt các nữ đệ tử nguyệt cung tông trầm xuống. Đại sư tỷ chúng ta làm sao bây giờ? Một nữ đệ tử có sắc mặt tái nhợt cuốn lên hỏi. Những đệ tử cửu tiêu tông này xuống tay tàn nhẫn, rất nhiều sư tỷ sư muội đã chết trên tay bọn chúng. Hơn nữa, họ cũng không ngờ, đã rửa hết bột phấn dính trên người, mà vẫn bị đuổi theo chẳng lẽ trời cũng muốn tuyệt đường sống của Nguyệt Cung Tông sao? Chiến lược mạnh nhất Nguyệt Cung Tông chỉ là đại thiên vị cao giai, còn xa mới đến đại viên mãn. Nếu không phải có đại trận hộ sơn ngăn chặn, sợ là Nguyệt Cung Tông đã sớm bị diệt. Nhưng nếu không thể thoát đi tìm hỗ trợ, vậy Nguyệt Cung Tông diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng cơ hội giết ra ngoài. Trên khuôn mặt của một hàm hiện lên vẻ kiên quyết. Tuy rằng rất khó để giết ra, nhưng nếu bó tay chịu trói, thì một điểm hy vọng cũng không có. Đám đệ tử Nguyệt cung tông nắm chặt vũ khí trong tay. Các nàng ít giao tiếp với bên ngoài, càng ít kinh nghiệm thực chiến, giờ đối mặt với một đám người hung ác, trong lòng các nàng rất sợ hãi. Ha ha, nghe đồn đệ tử Nguyệt cung tông đẹp như thiên tiên, hôm nay vừa thấy, quả là danh bất hư truyền. 17 người cảnh giới nhập thần, một người cảnh giới tiểu thiên vị trung giai, rất không tồi, đáng tiếc chưa đủ nhìn một nam tử trung niên bên cửu tiêu tông bước tới. Nam tử này mũi sưng, mặt rỗ, tà quan lưu chuyển trong đôi mắt hiếp. Vốn gã luôn bị trấn áp trong địa lao ở cửu tiêu tông, nào ngờ bỗng được tông chủ thả ra, để cho lập công chuộc tội. Đối với Lê Thiên Hành gã, đây quả thực là trời ban ân. Lê Thiên Hành có tu vi tiểu thiên vị cao dai, xem như không tệ, đệ tử nội môn trong tông cũng khó so được với gã, mà tội lỗi gã từng mắt, là mê gian một sư muội đồng môn cả quãng thời gian dài bị nhốt, dục vọng nín hồi lâu còn chưa có chỗ phóng thích, hiện giờ đi ra, có người đưa đến tận cửa để phát tiết, cũng không thể lãng phí. Các sư đệ, sư huynh cho các ngươi xem một màn kích thích. Lê Thiên Hành cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt dữ tận mang theo một tia tà khí. Trong một sát na, Lê Thiên Hành động thủ, phất ống tay áo, sương mù bỗng bay đầy trời, bao phủ lấy 18 nữ đệ tử Nguyệt Cung Tông. Đừng hít vào, sương mù này có độc một hàm cực kỳ hoảng sợ vừa nhìn sương mù nàng cảm thấy có điều không đúng vội hét lên các đệ tử nguyệt cung tông vội vàng vận chuyển chân nguyên tạo thành một vòng tròn trong bảo hộ quanh người ngăn cản màn sương này ăn mòn ha ha bó tay chịu trói đi vòng bảo hộ chân nguyên của các ngươi không ngăn cản được thứ này đâu lê thiên hành cười lạnh thân hình tuyệt mỹ của những nữ đệ tử này khiến gã rất hưng phấn những đệ tử cửu tiêu tông đứng đằng sau giờ phút này có người khẽ nhíu mày vì loại thủ đoạn hạ lưu này nhưng bọn họ lại không dám lên tiếng phản đối lê thiên hành ở trong tông bọn họ đều đã nghe qua đại danh của gã hiếu sát thủ đoạn tàn nhẫn sư tỷ ngăn không được rồi một nữ đệ tử nguyệt cung tông bỗng kinh hô vòng bảo hộ của nàng vỡ nát không tự chủ được mà hít phải sương mù màu xanh kia sau đó toàn thân mềm nhũng ngã ngồi trên mặt đất khí lực đứng lên cũng không có một hàm sắc mặt đại biến, vòng bảo hộ của nàng cũng không ngừng bị ăn mòn, rồi rốt cuộc tan thành mây khói. Ha ha, sao, nhuyễn cốt tán của lão tử được đấy chứ? Lê Thiên Hành cười lớn. Tuy gã mới là tiểu thiên vị cao dai, nhưng rất có tâm đắc ở phương diện dùng độc, nhất là hạ độc dược với nữ nhân. Ngươi, đê tiện. Một hàm ngẩng đầu, căm giận nhìn Lê Thiên Hành nàng không ngờ đường đường cao thủ tiểu thiên vị cao dai mà lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu này. Đê tiện. Không không. Chẳng qua là không muốn ra tay hủy các mỹ nhân mà thôi, ha ha. Các vị sư đệ, bé con này thuộc về ta, còn lại các ngươi tự chia đi, tùy tiện trà đạp, tùy tiện ngược đãi ha 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 ha. Lê Thiên Hành cười rộ lên, cặp mắt dâm tà như muốn lột sạch chúng nữ ngay tức khắc. Đừng phí sức lực, các ngươi hiện tại ngay cả khí lực tự sát cũng không có đâu. Đương nhiên, sau khi đùa bẩn các ngươi, ta sẽ đích thân tiễn các ngươi về trời. Lê Thiên Hành lao miệng, phản phất là thèm thuồng đến không chịu nổi nữa. Lê Sư Huynh, không bằng giết thống khoái đi, loại hành vi xấu xa này, chúng ta không nên làm. Lúc này, một đệ tử cửu tiêu tông không nhịn được mà nói. Lê Thiên Hành đang cười, lập tức mặt như sương lạnh, nhìn chầm chầm đệ tử kia, khiến đệ tử kia rung lên. Sư huynh Sư đệ, ngươi nói hành vi của sư huynh là xấu sao Lê Thiên Hành đi tới trước mặt đệ tử kia Mặt lại biến hóa, thành ôn hòa như gió xuân Sư huynh, cửu tiêu tông chúng ta là danh môn Diệt tông của bọn họ là chiến lược từ tông chủ và các trưởng lão Đệ không dám nói bừa Nhưng dẫm đạp đệ tử địch tông như vậy thì có khác gì là tà ma Đệ không đồng ý Đệ tử kia hít sâu một hơi, nói Sọc sư huynh, ngươi. Đệ tử kia không ngờ Lê Thiên Hành đột nhiên hạ độc thủ, không dám tin nhìn chiếc dao găm đâm lên ngực mình, sau đó tuyệt khí bỏ mình. Hừ, không biết tốt xấu. Lê Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, thu lại dao găm bôi kịch độc. Các ngươi đều cho rằng sư huynh xấu xa sao. Lê Thiên Hành lạnh lẽo nhìn mọi người, nếu có ai dám gật đầu, gã không ngại tiếp tục tự tay đưa tiễn đối phương. Đám đệ tử cửu tiêu tông hoảng sợ nhìn Lê Thiên Hành. Kỳ thật bọn họ đều nghĩ như đệ tử vừa rồi, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Lê Thiên Hành, không một ai dám lên tiếng. Tất cả chỉ biết nhìn về những nữ đệ tử kia, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ừm, không ai nghĩ như vậy là tốt nhất. Tiểu Mỹ Nhân, hầu hạ bản đại gia cho tốt nào. Lê Thiên Hành cười lớn một tiếng, tiến lên đi đến. Đừng tới đây. Mặt một hàm tái nhợt, nhưng toàn thân không có một tia khí lực nào, căn bản không thể động đậy được càng không nói cùng đối phương liều mạng cửu tiêu tông đã bị các ngươi giày xéo đến thế này rồi sao đúng lúc này một tiếng quát lớn từ hư không truyền đến lê thiên hành kinh hãi không biết là ai mà các đệ tử nguyệt cung tông thì đồng loạt ngẩng đầu lên từng ánh mắt tuyệt vọng lóe ra ánh sáng hy vọng tìm kiếm nơi âm thanh phát ra là ai rốt cuộc là ai lâm phàm không ngờ lại gặp phải chuyện phát rồ như thế nếu là kẻ khác muốn cưỡng bức những nữ đệ tử này, hắn đương nhiên giận dữ, nhưng sẽ không tức giận đến mức này. Mấu chốt là những người này không ngờ là đệ tử cửu tiêu tông. cửu tiêu tông là cái gì? đây chính là tông môn hữu hảo với thánh tông, tương thân tương ái, hai nhà như một. hơn nữa huynh đệ tân phong của hắn còn là đệ tử thiên kiêu của cửu tiêu tông. vậy mà những kẻ này lại làm ra cái việc tán tận thiên lương, người người oán trách như vậy. nếu chỉ là việc tông môn của người ta lâm phàm cũng không nói cái gì huyền hoàng giới vốn là cá lớn nuốt cá bé nhưng hành vi thấp hèn thế kia là không thể nhịn được quả thực chính là bôi đen cả thể diện của huynh đệ mình ai đi ra cho ta đừng giả thần giả quỷ lê thiên hành dừng bước lại vẻ mặt như sương lạnh thật muốn nhìn xem là ai dám xen vào việc của gã hừ súc sinh bại hoại của tông môn nỗi nhục của trời đất giờ phút này Lâm Phàm căm giận tiến ra từ trong rừng rậm. Khuôn mặt bi phẫn kia giống như rất đau lòng, gà con trên vai hắn cũng lắc đầu liên tục, tỏ vẻ rất buồn phiền với cảnh đang thấy. Nhóm một hàm thấy được Lâm Phàm xuất hiện thì trong lòng có chút thất vọng, người này tuổi còn quá trẻ, tu vi có thể được bao nhiêu. Cho dù là thiên tư cực cao, nhưng cao được đến tiểu thiên vị sao? Mà tên đệ tử cửu tiêu tông kia lại có tu vi tiểu thiên vị trung giai cả đám nữ đệ tử nguyệt cung tông cùng hơi cúi đầu hy vọng trong lòng tiêu giảm hơn phân nửa lúc nào cũng có thể tan thành mây khói ha ha lê thiên hành nhìn rõ người vừa nói khinh thường cười lớn tiểu tử ngu ngốc từ đâu đến chẳng lẽ còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao lê thiên hành rất kết loại mặt trắng thư sinh như kẻ trước mắt nhất là loại vừa xuất hiện đã có thể khiến muôn người ghé mắt nhìn hiện giờ tu vi của lâm phàm ngày càng cao thâm lực sinh mệnh dồi dào bộ dáng đã dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt, phối cùng bức khí từ hắn, khiến mỗi cái giơ tay nhất chân đều mang một loại khí tức làm người ta không dám nhìn thẳng. Ngươi là đệ tử cửu tiêu tông. Lâm Phàm nhìn gã mặt rỗ trước mắt. Kẻ này lớn lên phải xin lỗi người đối diện, cả trương nhị cậu cũng đẹp hơn gã đến trăm lần. Hừ, đúng vậy, ngươi. Lê Thiên Hành hừ lạnh một tiếng, thế nhưng nói còn chưa hết câu, đã bị hành vi của Lâm Phàm chọc giận triệt để chờ đã nói chuyện với ta thì cúi mặt xuống ngươi lớn lên trông chẳng khác gì con cóc cả lâm phàm nôn khang vài cái sau đó chỉ tay thẳng mặt đối phương quẹ bằng ngươi mà cũng đòi làm đệ tử cửu tiêu tông quả thực là bôi đen cả cửu tiêu tông giờ phút này các nữ đệ tử nguyệt cung tông ngây ngốc nhìn lâm phàm trong lòng có cùng một ý nghĩ người này đầu óc có vấn đề sao đã đến tận nơi còn không nhìn thấy tình huống trước mắt thế nào sao một hàm nhìn lâm phàm trong lòng cũng thở dài một tiếng người trước mắt này hoàn toàn chính là tự tìm đường chết a à. mắt một hàm lộ ra vẻ tuyệt vọng bọn họ đã tận lực nguyệt cung tông chỉ sợ từ nay về sau phải biến mất tiểu tử hôm nay lão tử cho ngươi nôn lê thiên hành nổi giận chưa từng có người nào dám càn rỡ trước mặt gã như thế hôm nay cho dù thiên vương lão tử tới cũng không cứu nổi kẻ này lê sư huynh chờ đã vừa lúc đó trong hàng đệ tử cửu tiêu tông có một người bước ra lâm sư huynh sao huynh lại ở chỗ này người mới bước ra kia trong rất anh tuấn cũng là đệ tử anh tuấn nhất cửu tiêu tông phong tiếu linh chỉ là giờ phút này sắc mặt của phong tiếu linh không dễ xem không ngừng ra hiệu bằng mắt cho lâm phàm ý bảo đừng chọn giận lê thiên hành phong sư đệ chẳng lẽ cửu tiêu tông các người chính là như vậy hay sao lâm phàm cũng bất ngờ khi thấy người trước mắt sau đó nhíu mày hỏi lâm phàm cho rằng tiểu tử này coi như là người tốt không thể nào làm cái chuyện này được đám nữ đệ tử nguyệt cung tông vốn đang thương cảm cho lâm phàm vừa nghe hai người đối đáp thì trở nên giận dữ thì ra là cùng một phe phong tiếu linh cũng rất xấu hổ không biết trả lời thế nào chuyện này thật không dễ giải thích nhưng tuyệt đối không thể để lâm sư huynh bị lê thiên hành làm hại Tuy rằng Phong Tiếu Linh biết Lâm Sư Huynh rất mạnh, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của Lê Thiên Hành. Lê Sư Huynh, vị này. Phong Tiếu Linh vội vàng giới thiệu, hy vọng Lê Thiên Hành có thể bỏ qua. Thế nhưng lời còn chưa hết, đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Hừ, Phong Tiếu Linh, đừng gọi ta là Lâm Sư Huynh, ngươi làm cho ta quá thất vọng rồi. Con cốc họ Lê, ta cho ngươi biết, bản tọa là phong chủ vô danh phong của Thánh Tông, dựa theo vai vế, ngươi phải gọi ta là sư thúc, nhưng hành vi của ngươi không xứng làm sư điệt của ta cũng đánh mất luôn mặt mũi tông môn còn ngươi nữa phong tiếu linh vốn ta cho rằng ngươi là một đệ tử tốt có tiền đồ không ngờ ngươi lại thông đồng với loại mặt hạng này thật sự để ta vô cùng thất vọng lâm phàm nói ra tên tuổi lai lịch của mình để tất cả mọi người đều sửng sốt đám đệ tử cửu tiêu tông ngây ngốc mà nhìn hắn sau đó có người bỗng nhớ ra sau lần đi giao hữu chọn thiên kiêu mạnh nhất trở về Mỗi sư huynh khi trở lại đều tuyên truyền rằng Thánh Tông có một đệ tử thiên kiêu tên là Lâm Phàm, người tốt, thực lực cao. Bề ngoài sáng sủa, đã kết hảo hữu với Tân Phong sư huynh. Các đệ tử Nguyệt Cung Tông cũng bối rối, không biết tình huống hiện tại như thế nào, nhưng hình như không giống như các nàng suy nghĩ. Các nàng biết Thánh Tông, đó chính là một đại phái, mà nếu người trước mắt thật sự là phong chủ của một phong trên Thánh Tông, như vậy Nguyệt Cung Tông có lẽ còn một đường hy vọng lâm sư huynh chuyện là phong tiếu linh vội muốn giải thích chớ giải thích với ta ta không muốn nghe lâm phàm giận dữ phất tay phong tiếu linh giờ phút này sắp khóc rồi lâm sư huynh huynh không thể nghe ta nói hết một lời sao ha ha tiểu tử bất kể ngươi là ai hôm nay ngươi nhất định phải chết lê thiên hành đột nhiên quát lên đánh một chưởng tới lâm phàm trên một chưởng này có khói độc màu xanh quay cuồng nhìn đã biết vô cùng hung hiểm lê sư huynh đừng phong tiếu linh cực kỳ hoảng sợ vội vàng ngăn cản hừ đi qua một bên lâm Phàm tóm lấy phong tiếu linh ném qua một bên phong tiếu linh cũng cả kinh một của lực lượng để y không thể chống cự trực tiếp nhất bỗng cả thân hình y làm y mất đi khống chế thật mạnh bị quan ra cách chiến trường một đoạn xa phong tiếu linh chợt sinh ra ý nghĩ này trong đầu Ngươi là nổi sĩ nhục của cửu tiêu tông Hôm nay ta sẽ thay cửu tiêu tông thanh lý môn hộ Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ Tà áo theo gió bay bay Tay phải giơ lên cao Bột phát ra một cổ khí phách không ai dám đối mặt Hừ, độc linh hội thể Lê Thiên Hành nổi giận gầm lên một tiếng Gã muốn để kẻ trước mắt hiểu được Cái gì gọi là khủng bố Lê Sư Huynh, không thể Phong Tiếu Linh gào thét y vẫn không tin rằng Lâm Sư Huynh có thể là đối thủ của Lê Thiên Hành. Các đệ tử Nguyệt Cung Tông cũng kinh hô, mặt tái đi, bởi vì độc khí bao quanh một trưởng kia thật quá mạnh. Hoa cỏ chung quanh nháy mắt đã khô héo. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra khinh thường, tay phải giơ lên cao. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.